Ngày xưa, ở đời vua Hùng Dương thứ 6, cuộc sống yên bình trải dài khắp làng quê. Vua Hùng lúc đó có 20 người con trai. Đa số các lang đều ở trong cung vua, hàng ngày vui chơi học hành. Thế nhưng, cuộc sống của mỗi lang đều khác nhau. Trong đó, con trai thứ 18 của vua Hùng tên là Lang Liêu, có cuộc sống nghèo khổ nhất vì mẹ Lang Liêu vốn là con của một lão nông. Mẹ cho con theo với, ở nhà chán lắm. Con sang chơi với các anh đi, mẹ đi làm xong rồi về. Không ai cho con theo chơi cả. Được rồi, vậy thì đi với mẹ. Sau một hồi năn nỉ, thế là mẹ Lang Liêu dẫn theo cậu để đến nhà Dương Phi để làm việc. Tại đây, Lang Liêu gặp lại hai người anh là Lang Cả và Lang Hai. Dạ, chào Lang Cả, chào Lang Hai. Chào hai anh đi con. Ai thèm làm anh nó. Tụi anh muốn đi thả diều ở ngoài đồng. Lang Liêu muốn đi cùng không? Con mau đi đi, để đó mẹ làm cho. Em được đi chơi với hai anh thiệt hả? Mẹ ơi, cho phép con đi với hai anh nha. Con chơi xong sẽ về liền à. Ừ, cứ chơi vui đi. Lúc nãy anh Cả nói mình đi thả diều mà sao vô rừng vậy? Giờ tụi tao không muốn đi thả diều nữa, mà đi hái nấm được không? Tụi mình hái nấm về cho mẹ em nấu cơm. Không phải vừa đi chơi mà vừa giúp mẹ được hay sao? Nhưng mình đã đi xa lắm rồi mà không thấy nấm. Ngay phía trước kia là chỗ nấm hai mọc rồi. Em hái thêm được nhiều lắm nè. Anh Cả, anh Hai, các anh đâu rồi? Anh Cả, anh Hai, đừng bỏ em à. Lang Cả ơi, Lang Liêu đâu rồi? Tụi con tưởng Lang Liêu về trước rồi chứ. Lang Liêu ơi, con đâu rồi? Lang Liêu ơi, con có nghe thấy mẹ không? Mẹ ơi, mẹ ơi. Giúp tôi với. Cảm ơn cậu. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Tôi muốn ra khỏi rừng, họ giúp tôi nha. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Tôi biết hai người anh của cậu cố tình để cậu trong rừng, để cho cậu bị lạnh và đói. Cảm ơn hổ. Lang Liêu ơi! Trời ơi! Mẹ ơi! Con đây nè! Con trai tôi! Con có sao không? Con không sao. Bạn Hổ giúp con ra khỏi rừng đó. Cảm ơn Hổ đã giúp con trai tôi. Vì con trai bà cũng đã giúp ta. Sau này nếu Lang Liêu có việc gì cần ta giúp, ta luôn sẵn sàng. Hay là mẹ con mình về quê nha. Dạ, mẹ đi đâu con sẽ theo đó ạ. Kính mong vua Hùng đồng ý để mẹ con thiếp trở về quê sinh sống. Được rồi, Ta thấy mẹ con nàng ở đây cũng không được vui vẻ. Nàng cứ đưa Lang Liêu về quê. Nhưng nếu ở Kinh Thành có việc thì Lang Liêu cũng phải tham gia đầy đủ. Dạ vâng ạ. Sau khi được vua cha đồng ý, hai mẹ con Lang Liêu dẫn nhau về quê sinh sống. Hôm nay mẹ định làm món gì vậy? Ừ, mẹ sẽ làm một món bánh mà trước đến giờ con chưa từng được ăn đó. Wow, hoan hô mẹ. Hai mẹ con hoàng tử Lang Liêu sống vui vẻ bên nhau ngày này qua tháng nọ. Cuộc sống tưởng cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày. Mẹ ơi, con mang nước cho mẹ nè. Sau khi được con hổ giúp đỡ đưa ra khỏi rừng, mẹ Lang Liêu thấy con trai ở đây bị ức hiếp nên quyết định đưa cậu về quê sinh sống. Tại quê nhà, Lang Liêu giúp mẹ làm việc, nấu ăn. Hai mẹ con vui vẻ sống qua ngày. Thế nhưng, một ngày kia, mẹ Lang Liêu đổ bệnh và qua đời. Con về đây. Ngày mai con lại ra thăm mẹ. Chó về nhà đi, tôi không phải là chủ của bạn. Bạn cũng bị bỏ rơi hả? Vậy chó về ở cùng với tôi có gì sẽ cho bạn ăn cái đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lang Liêu đã trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Hàng ngày chàng vẫn làm nông, giống cuộc sống của mẹ và chàng năm xưa. Ông ơi, ông tỉnh lại đi. Đội ơn cậu. Ông đã ăn gì chưa? Có đói lắm không? Ông ăn đỡ cơm nắm nha. Dạ cảm ơn cậu nhiều lắm. Cơm ngon lắm. Bây giờ ông định đi đâu? Ông chưa khỏe, có thể về nhà con để nghỉ ngơi dưỡng sức. Không cần đâu, tôi có việc phải đi. Đội ơn cậu lần nữa. Tôi chắc rằng những người tốt như cậu rồi sẽ được trả ơn. Con phải bảo vệ hoàng tử thật tốt nghe. Khanh đứng dậy đi. Nói ta nghe, chuyến đi vừa rồi thu được gì? Thưa Đức Vua, trong số những hoàng tử thần đã gặp, chỉ có hoàng tử thứ 18, Lang Liêu, là chịu khó làm việc, lại có tính thương người. Thần thấy chỉ có hoàng tử Lang Liêu là có đủ tố chất để kế vị. Không biết trong cung có chuyện gì mà vua cha lại gửi giấy triệu tập các lang gấp. Cầu mong là sức khỏe của vua cha vẫn tốt. Cuộc sống của Lang Liêu cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày nhận được lệnh vua phải vào cung. Ta đây tuổi đã cao, không còn sống được bao lâu nữa. Việc nước lại lớn lao, ta muốn tìm trong số các con một người ưng ý để ta sẽ truy ngôi cho người đó. Người nối ngôi không những tài giỏi mà còn phải có tấm lòng nhân hậu bao dung. Ta có ý thế này, cũng sắp Tết đến xuân sang, con nào bà cho ta một mâm cỗ ngon nhất, có ý nghĩa nhất để dâng lên cúng tổ tiên thì ta sẽ truy ngôi cho người đó. Ta sẽ đi lùng cho được những món sơn hào hải vị quý nhất thế gian để dâng vua cha. Còn em sẽ theo anh lên rừng xuống biển để giúp anh lên ngôi vua. Còn em định dâng vua cha những gì? Em không biết. Trong nhà em không có gì đáng giá. Cũng phải. Vậy thì thôi, đừng có tham gia nữa. Đồ ăn không ngon sẽ bị vua cha phạt đó. Vậy thì em đi nói với vua cha không tham gia nữa. Ê, đừng có phiền đến vua cha. Ngày đó em không mang đồ đến là được. Ừ. Xin phép hai anh, em về quê. Vậy là loại được một đối thủ. Nhưng phải để ý. Hay là chúng ta hành động trước để yên tâm. Chạy. Thời gian qua nhanh, nay Lang Liêu đã trở thành một chàng thanh niên. Vua Hùng tuổi đã lớn nên thăm dò các con để chọn người kế vị. Trong một lần vào rừng đốn củi, Lang Liêu đã gặp biến cố bất ngờ xảy ra. Con ơi! Mẹ! Mẹ về rồi! Ta biết con đang rất lo lắng vì chưa biết chọn gì dâng vua cha trong dịp lễ tuyển chọn sắp tới. Con nè, trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo. Gạo là thức ăn nuôi sống con người chúng ta. Con có còn nhớ những món bánh trước đây mẹ con ta từng làm không? Dạ, con nhớ. Tốt lắm. Mẹ tin là con sẽ làm được những chiếc bánh ngon nhất dâng lên vua Hùng. Thì ra là mơ. Chắc cậu không nhớ tôi. Hồi nhỏ tôi đã được cậu chữa trị và băng bó vết thương cho. Hậu có thể giúp tôi thoát khỏi cái hố này không? Anh tìm ai thế? Sao em lại ở đây? Giờ anh đến nhà em làm gì? Em thật kỳ lạ. Chúng ta là huynh đệ, đến nhà thăm nhau thì đã làm sao? Em không mời anh vào nhà sao? Dù sao em cũng là một hoàng tử, sao có thể ăn ở đơn sơ như vậy? Đúng là trong nhà chẳng có gì quý giá hết. À, trong nhà nông có lúa gạo. Hai anh có cần thì em đông cho một ít về dùng. Thôi, không cần đâu. Em lo nghỉ đi. Anh về lo thứ ngon vật lạ cho cha. Vậy mời anh hai, em không tiễn nhé. Mẹ ơi, con nhớ lời mẹ dặn. Con sẽ cố tạo ra món bánh chứa được tình thương của đất mẹ bao la. Em đã chăm chỉ thám thính cho anh cả rồi. Lang Liêu thoát khỏi khu rừng đó, nhưng chỉ ở nhà ngủ, sau đó là nấu ăn, không đi mua cái gì quý giá hết. Tốt, vậy là nó chịu bỏ cuộc rồi. Anh dâng cha món gì mà thịnh soạn vậy? Thưa cha, đây là món canh yến huyết hầm nhân sâm, ngàn năm quý hiếm bậc nhất nước ta. Con đã cất công đi lấy từ vùng núi xa xôi hiểm trở, con xin dâng người ạ. Được lắm. Thưa vua cha, con xin dâng người món cá mập đại dương. Để có được món này, con đã cùng gia nhân dông thuyền đi rất xa mới lấy về được đó ạ. Cảm ơn con. Sao Lang Liêu chưa tới dâng món ăn? Em ấy có nói nhà chẳng có thứ gì quý để dâng ạ. Thưa vua cha, con đến muộn, mong vua cha thứ tội. Một ngày trọng đại như vậy, sao con lại đến trễ? Thưa vua cha, hôm kia con bị những mũi tên lạ tấn công trong rừng nên không thể về nhà. Hôm qua con mới bắt đầu chuẩn bị, do phải đợi bánh chín nên con đến muộn. Món bánh dân vua cha vẫn còn nóng đây ạ. Thôi được rồi, con chuẩn bị món bánh gì mà những 2 ngày mới xong? Đâu, mau mở ra cho ta xem đi. Thưa cha, đây là món bánh làm từ gạo nếp ạ. Cái gì? Làm từ gạo nếp? Sao em lại chọn cái thứ tầm thường như thế để làm món dân cổ cho vua cha chứ? Thưa cha, gạo nếp không phải sơn hào hải vị gì quý hiếm, nhưng nó lại là thứ quan trọng và thiết thực đối với con người. Vì vậy, con chọn nó để làm thành những chiếc bánh này. Hoàng tử Lang Liêu nói đúng lắm. Nếu không có gạo thì chúng ta không thể sống được. Bánh này kết hợp mùi thơm của nếp và đậu xanh, thêm bên trong hành củ, thịt heo. Bên ngoài được gói bằng lá dong, tạo nên sự kết hợp của đất mẹ. Đất mẹ thương con người nên cho hạt lúa, trời cha cho lửa sưởi ấm, mưa thuận gió hòa. Hay lắm. Một món bánh được làm từ những thứ rất dân dã nhưng lại vô cùng thiêng liêng. Để Tăng thử xem vị của nó thế nào. Chà, một hương vị vừa lạ vừa quen, nhưng lại rất đậm đà khó quên. Nào, mời mọi người cùng thưởng thức. Ai dạy con làm được loại bánh này? Con đã đặt tên cho bánh này chưa? Dạ, con chưa đặt tên. Bánh này con được mẹ dạy làm, nhưng lúc làm với mẹ chưa có hình dạng cụ thể. Lúc thì hình này, lúc thì hình kia. Này con thật nghĩ, hình vuông tượng trưng cho mặt đất, màu xanh. Hình tròn tượng trưng cho bầu trời, trắng và mịn. Vậy ta sẽ đặt tên giúp cho con. Bánh chưng là hình vuông, bánh dày là hình tròn. Mỗi năm đến Tết, dân ta sẽ làm bánh dày dâng lên tổ tiên đất trời. Ta tuyên bố hoàng tử Lang Liêu thắng cuộc. Cũng kể từ đó, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì trong người dân, mỗi gia đình đều quây quần bên nhau làm bánh chưng, bánh dày để dâng lên cúng tổ tiên và trời đất. Truyền thống đó còn lưu truyền mãi cho đến ngày nay. Xong chưa? Ngày giỗ ra mẹ mà chú lề mề quá. Dạ đã xong rồi thưa anh, mời anh Khân. Ngày xưa ở ngôi làng nọ có 2 anh em sống với nhau. Cha mẹ mất sớm, người anh tên Tham, còn người em tên là Thần. Chú xong rồi á thì lên đây, anh có chuyện muốn nói. Dạ anh Hai có gì vậy bảo, em xin nghe. Anh á chỉ truyền lại lời của cha mẹ trước khi lâm chung. Cha mẹ nói anh không được khỏe nên không được làm việc nhà. Từ nay bao nhiêu việc thì để chú ba làm. Dạ em khỏe mạnh, em sẽ làm hết. Anh Hai không phải lo. Giờ em đi ra đồng cắt cỏ đây. Cứu với, có ai cứu với? Cứu tôi với. Tội nghiệp quá. Chắc mày đau lắm đúng không? Chờ tao một chút. Đừng bỏ tôi. Xin đừng bỏ tôi. Không đâu, tao sẽ không bỏ mày đâu. Cảm ơn ngài đã cứu mạng. Tặng ngài một cái cây sau này sẽ có ích cho ngài. Cây khế đẹp quá. Chú đi lấy được có tí củi mà lâu như vậy hả? Không biết đường về nấu cơm sao? Dạ, do em phải cứu một con chim bị dính bẫy nên mới về muộn. Bây giờ em sẽ đi nấu cơm liền. Hả? Có chim hả? Nó đâu rồi? Em thả nó ra rồi. Trời ơi, sao chú dại dột như vậy hả? Mang nó về có phải là được một bữa ăn ngon không? Thôi, đi nấu cơm lẹ đi. Còn cây đó là gì? Dạ, con chim cho em nên em định mang ra vườn trồng. Chẳng được tích sự gì hết. Có trồng thì mang ra bãi đất hoang mà trồng. Đừng để nó chiếm hết đất cây của anh. Lớn nhanh nhé cây. Do làm việc quá sức, thật bị té xỉu. Lạ lùng thay, cây khế vừa trồng lớn nhanh như thổi, che bóng mát cho Thật. Thời gian trôi, hai anh em Tham và Thật cứ ở bên nhau như vậy cho đến ngày Tham lấy vợ. Trời ơi, chú không thấy anh chị về nóng bức hay sao mà không mang nước uống? Dạ, em đang phơi tóc. Anh chị đợi em tí. Ôi, cầm mình nước không thì sao mà uống? Ngửa cổ lên uống à? Bực cả mình. Đi về nắng nóng còn gặp thêm chuyện à. Rồi cơm nước đã xong chưa? Dạ, em đã nấu xong rồi. Mời anh chị vô ăn cơm. Mà anh thấy á, cỏ ở ruộng nhà mình đã cao hơn gang tay rồi đó. Ra làm liền đi, người ta làm xong hết rồi. Dạ, để em đi bây giờ. Anh Thật ơi, anh Thật. Cô Thơm gọi tôi. Anh nghỉ tay, ăn cơm uống nước đã, rồi hãy làm tiếp. Cô Thơm nấu ăn ngon quá à. Nếu anh thấy ngon thì ngày nào tôi cũng nấu cơm cho anh ăn có được không? Tôi sợ cô Thơm mệt thôi. Không sao, chiều nay á tôi có đánh cá. Mai tôi làm cá kho cho anh ăn nha. Có thằng Thật, nhà mình đỡ ghê. Việc trong việc ngoài nó lo hết. Tôi thấy á đã đến lúc để thằng Thật ra khỏi nhà rồi. Cho nó ra riêng là mình phải tốn tiền thuê thợ. Vậy ông tính coi, cái nhà này cũng có phần của nó. Giờ không cho nó ra ở riêng á thì phải chia nhà. Rồi đến khi nó lấy vợ, mình phải tốn tiền hỏi vợ cho nó nữa. Vậy phải làm sao? Tôi không muốn chia nhà cho nó, cũng không muốn hỏi vợ cho nó. Chuyện đó ông khỏi lo, tôi đã tính rồi. Thật, lại đây, anh có chuyện muốn nói. Dạ, anh có điều chi vậy bảo? Chú Thật nay đã lớn rồi, đến lúc chú phải ra riêng mà sống. Nghĩ đến đây, anh thấy buồn quá. Dạ thưa, em chưa có ý định ra riêng. Chú lớn rồi, cứ ở mãi với anh chị cũng không có hay. Hàng xóm lại nói ra nói vào, rồi không ai muốn gả con gái cho chú à. Nhưng em cũng chưa định lấy vợ. Chú không lấy vợ, ba mẹ dưới suối vàng lại trách anh không lo cho chú đàng hoàng. Giờ chú cũng không biết đi đâu. Thôi thì tôi thấy ngày trước chú có trồng cây khế ở bãi đất hoang, ra đó mà ở. Dạ, em xin nghe theo sắp xếp của anh chị. Trước khi mất, cha mẹ cũng nói, hễ đồ vật gì dính chữ cái là của anh, còn chữ đực là của chú. Dạ, đã là ý cha mẹ thì em không dám cãi. Vậy giờ chú coi, cây nào thuộc về chú, chứ cây nhà, cây bàn, cây ghế đều dính chữ cái hết. Vậy quần áo của em, đồ dùng cá nhân như giường chiếu? Đó là cái quần, cái áo, cái giường, cái chiếu, chú phải để lại hết. Vậy đồ vật nào là được? Cây đực rửa, nó là của chú. Dạ, thôi vậy cũng được. Em thân một mình cũng chả cần gì. Em chỉ cần cây rửa của em. Ở tập trước, vì sợ phải chia gia sản với Thật, vợ chồng Tham đã lừa Thật ra khu đất quan ở. Khi đi cây về, cô Thơm bằng lòng vợ, không cần phải ngày ngày ăn rau nữa. Có khi đem bán được ít tiền, mua thịt mua cá cũng nên. Vậy thì từ nay vợ chồng mình đỡ phải vất vả thôi. Ngày tháng qua nhanh, Thật đã cất được nhà và đón Thơm về chung sống. Cây khế nay đã cao lớn và ra nhiều quả chín. Trời ơi, con quả to quá. Mình ơi, mau ra đây mà xem nè. Con quả đang cây khế nhà mình kìa. Quả, đi đi, không được ăn khế của ta. Quả ơi, đừng ăn khế nữa. Khế Thơm, khế Ngân, xin cả nhà. Khế vợ chồng mình chăm sóc bao nhiêu ngày tháng, vậy mà bị Quả ăn hư hết. Khuya rồi, ngủ thôi mình. Mai dậy sớm gánh nước. Mình cứ ngủ đi. Anh bệnh xong cái lưới này, nếu con quạ kia còn dám đến phá cái khế, anh sẽ quăng lưới bắt nó. Khế Thơm quá, thơm quá. Con quạ kia, hôm qua mày ăn hết khế nhà tao, hôm nay lại dám đến ăn tiếp mà. Quả ơi, vợ chồng tôi chỉ có cây khế là tài sản đáng giá. Quả ăn hết khế rồi, vợ chồng tôi biết lấy gì mà sống đây. Thật rồi, thật rồi. Sao các ngươi bắt con của ta? Hãy trả con của ta lại đây. Công ta chăm sóc khế, con của nhà ngươi đến đây phá nát cây khế, chúng ta không còn gì để mang đi đổi gạo, không có thể chấp nhận được. Ăn một quả trả công vàng, mấy túi ba gang mang theo mà đựng. Sáng mai ta sẽ đến đón ngươi đi lấy vàng. Tôi đây, đây là vàng của nhà mình. Vợ chồng mình từ nay không cần phải ăn khoai với rau nữa rồi. Từ nay muốn cá có cá, muốn thịt có thịt. Trong làng còn nhiều người nghèo khổ, nay vợ chồng mình có vàng, mình sẽ giúp cho họ nữa nha anh Thật. Cảm ơn quả nhiều lắm nghe. Đây là những quả khế tôi đã lựa, xin tặng quả để cảm ơn. Cây khế cho nhiều quả ngọt và thu hút quả khổng lồ đến ăn. Để trả ơn, quả bảo thật mai túi ba gang và chở thật đi lấy vàng ở đảo Quan. Ông nghe tôi hỏi nè, tiền ở đâu á mà vợ chồng thằng Thật á, nó hết xây nhà cao cửa rộng, lại tàu cách 100 mẫu ruộng đất vậy hả? Trời ơi, có phải là ông lấy giấu tôi đem tiền cho vợ chồng nó không? Ôi dạ, trời ơi đau quá à. Không hề, tôi cũng đang tức anh ách đây. Không hiểu ở đâu mà vợ chồng nó bỗng giàu lên như vậy. Có khi nào mảnh đất đó có chứa vàng hay không? Chắc chắn là như vậy rồi, chứ không lý nào tự dưng vợ chồng nó lại giàu hơn mình được. Bà tính lôi tôi đi đâu vậy? Thì đi qua nhà vợ chồng thằng Thật chứ đi đâu. Em chào anh chị hai. Dạ, em mời anh chị dùng trà. Tôi tưởng vợ chồng chú thím không nhìn anh chị hai này nữa chứ. Anh chị bận rộn thì không nói, chú thím chẳng chịu qua thăm anh chị lấy lần nào là sao? Dạ, vợ chồng em mấy lần sang thăm nhưng đều không thấy anh chị ở nhà. Thấy chú thím giàu có vậy, anh chị cũng mừng. Mình là anh em ruột, em cũng không dám giấu. Có con quạ ăn khế nhà em rồi trả bằng vàng. Hôm qua nằm mơ thấy cha, cha trách anh sao lại đem mảnh đất này cho nhà em. Đây là đất thờ của dòng họ, phải để con trai trưởng thưởng. Anh chị hết cách, phải sang đây bàn với vợ chồng chú. Anh chị sẽ đổi hết tài sản của anh chị để lấy lại mảnh đất của ông bà, để còn hương quả. Nếu anh chị nói vậy, vợ chồng em xin đổi, chứ để cha mẹ buồn. Sao mãi không đến hả? Có khi nào á, do vợ chồng mình ăn mặc đẹp quá, con quả nó nghĩ mình giàu nên không đến ăn khế không? Bà nói cũng đúng ha. Mình phải tìm 2 bộ quần áo rách mặc vào. Con quạ thấy mình giống vợ chồng thằng Thật nên mới ghé. Sao giờ này chưa thấy con quạ đến? Có khi nào vợ chồng thằng Thật lừa vợ chồng mình hay không? Cứ chờ xem sao, biết đâu hôm nay nó ăn no rồi. Hey, con quạ đến rồi. Quả ăn khế hết rồi, vợ chồng tôi đâu còn cái gì để ăn. Trời ơi, hình như con quả muốn bay đi kìa, bắt nó lại. Mày dám đến ăn không khế của tao hả? Không trả vàng á thì đừng hòng đi. Nó ăn khế của tụi tôi, nhà tôi không còn gì để ăn hết. Ăn một quả, trả con vàng, mai túi 3 gang, mang theo mà đừng. Một, hai, ba. Vợ chồng mình đó, phải giàu gấp 4 lần vợ chồng thằng Thật. Đo túi 12 gang cho tôi. 11 12. Kỳ này ở đây ai giàu bằng vợ chồng ta. Con quạ lề mề, biết vậy ngủ thêm tí nữa. Quạ đến rồi. Thôi, tôi đi đây. Bà ở nhà chờ tôi. Không, ông ở nhà chờ tôi về. Không được, tôi là trụ cột trong nhà, phải để tôi đi lấy vàng mới được. Nhanh nhanh, kẻo không kịp về. vợ chồng mình cùng đi nhé. Nhanh lên, nhanh lên. Thằng thật đúng là ngu. Vàng nhiều như vậy mà chỉ lấy có 3 gang. Nhanh lên, bão đến rồi. Nặng quá, bài không nổi. Mau bỏ bớt vàng đi. Vợ chồng ta quyết không bỏ vàng đâu. Con quạ kia, cứ cố bay nhanh đi. Vàng của tôi! Đồ quả ngu ngốc! Tao trả vàng lại cho tao! Từ đó về sau, vợ chồng Thật sống hạnh phúc bên nhau. Họ lúc nào cũng tích đức làm việc thiện và chăm sóc cây khế cẩn thận. Ngày xưa, ở vùng Cao Bằng, có một chàng trai trẻ mồ côi tên là Triều. Triều sống bằng nghề chài lưới, rày đây, mai đó. Mỗi lần đánh được cá, Triều đều mang ra chợ đổi lấy gạo. Ngày nào cậu cũng đổi hết cá lấy gạo đi cho người ta. Rồi cậu ăn cái gì? Tôi vẫn giữ lại 2 con cá để ăn. Rau thì cứ ra bờ sông, tha hồ mà ăn. Cậu cứ làm, rồi đi cho người ta. Đến khi nào mới đủ tiền cưới vợ? Nhà nào dám gả con gái cho một kẻ mồ côi như tôi. Nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia, bắt cá sống qua ngày. Tính anh Triều hay thương người. Trên đường về, gặp ai nghèo khó, Triều đều lấy gạo ra giúp đỡ họ. Dù anh chẳng khá giả gì hơn, người dân trong vùng ai ai cũng yêu quý anh. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu thật là tốt bụng. Với sức khỏe dẻo dai, Triều thường ra tay giúp đỡ mọi người mà không cần trả công. Ai ai cũng thương mến anh. Thì ra là cậu Triều. Tôi còn tưởng gặp phải cướp. Cướp nào cho đến vùng này, cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ cho chúng biết tay. Sông ngày càng ít cá, Triều quyết định rời đi nơi khác để đánh cá. Ngày anh đi, mọi người ai cũng bịnh rịnh không muốn chia tay. Dạ, con cảm ơn. Mọi người ai cũng khó khăn, tôi không dám giận đâu. Tôi sức già dai động, không chết đói được đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Triều chuyển sang vùng Thái Nguyên, tiếp tục làm nghề chài lưới. Hôm nay chỉ được có 3 con cá gầy còm. Hình như mình đi đến đâu là cá ở đó đều sợ mà chạy trốn hết rồi. Ông ơi, ông mặc thêm áo của cháu cho đỡ lạnh. Sao giờ này mà ông còn ngồi đây nữa? Ông có sao không ông? Không sao, có áo của cậu ta thấy đỡ lạnh rồi. Nhà ông ở đâu để cháu đưa về? Nhà ta cũng gần đây thôi, ta tự về nhà được. Mà cậu cho ta áo, rồi lấy gì mà mặc? Trời tối sẽ lạnh lắm đó. Ông yên tâm, cháu khỏe lắm, không sợ lạnh đâu. Nhà cháu cũng gần đây, về nhà là có áo khác thay liền không ạ? Ông đi về cẩn thận nha. Cảm ơn cậu, cậu thật là tốt bụng. À ông ơi, ông có ăn cá không? Ông lão nhìn già yếu vậy mà đi nhanh thiệt, mới nháy mắt đã không thấy đâu rồi. Mày đừng quen thói, rồi suốt ngày đến đây ăn chợ cá của tao nha. Sau nay là có ai đánh đàn vào sáng sớm vậy ta? Mày có nghe thấy tiếng đàn không? Tiếng đàn nữa kìa, mày nghe thấy không? Nay đã là ngày thứ ba tao nghe thấy tiếng đàn này rồi, mà tao đã hỏi hết dân vùng này rồi, không ai nghe thấy tiếng đàn đó hết. Chỉ có mình tao nghe thấy mới lạ chứ. Không lẽ có người đang bị nhốt trên núi, hoặc ai đó gặp nạn muốn mình cứu giúp sao? Mình phải lên núi tìm coi sao. Vậy là Triều quyết tâm leo lên núi để tìm hiểu xem ai đang đánh đàn. Nhìn thì thấp, mà leo mãi vẫn chưa đến đỉnh núi nữa. Chắc mình phải leo tới tối mới đến nơi quá. Núi này coi vậy mà hiểm trở quá chừng. Thì ra là một ông lão lên đây đánh đàn. Coi ra ông không có vẻ gì đang gặp nguy hiểm hết. Tiếng đàn nghe rất hay, cũng coi như là không phí công sức leo núi của mình hôm nay. Mình phải kỹ một chút để lấy sức xuống núi thôi. Trai trẻ, ông là ai? Cậu không nhận ra ta à? Hả? Ông có phải là ông lão mà cháu đã gặp bên đường không vậy? Đúng rồi. Thì ra là ông. Cậu nghe tiếng đàn của ta nên tìm đến tận đây. Dạ, ba ngày nay ngày nào cháu cũng nghe thấy hết á. Cháu sợ có ai đang gặp nguy hiểm nên đến đàn cầu cứu. Cũng may là gặp ông ở đây. Cậu đúng là một người tốt bụng hiếm có. Vậy chút nữa để cháu cùng ông xuống núi cho an toàn nha. Khi nào ta muốn, ta sẽ tự mình xuống núi. Ta tặng cậu chiếc áo này để cảm ơn cậu đã tặng áo ta lần trước. Wow, chiếc áo đẹp quá à. Nhưng mà ông cứ giữ lại mặt đi, cháu đâu thiếu áo đâu. Cậu nhận lấy đi, hy vọng cậu tiếp tục làm điều lành giúp người. Tối đến, trên núi sẽ lạnh lắm đó. Vậy cháu xin nhận, cháu cảm ơn ông. Ông ơi, ông thấy cháu mặt có đẹp không? Ủa, không lẽ ông ấy là thần tiên? Mới chớp mắt là biến mất rồi. Hả? Trời sắp tối rồi, mình phải nhanh xuống núi thôi, không lại làm mồi cho thú dữ. Đói bụng quá. Biết vậy lúc nãy mình xin ông lão ít cơm nắm có phải tốt hơn không? Ngọt quá, ngon quá. Chắc cái này ăn không sao đâu. Hả? Hy vọng là nó đi xa rồi, hoặc bị nặng tai không nghe thấy tiếng của mình. Chút nữa thì mình chết vì đau tim rồi. Mà sao nó không ăn thịt mình ta? Hay là nó ăn no rồi nên tha mạng cho mình? Thôi, mình phải nhanh chân rời khỏi đây, không nó kéo đồng bọn quay lại thì mình nguy mất. Đói bụng, phải chi giờ này có cái bánh bao ăn thì đúng là tuyệt vời. Cầu được ước thấy rồi, mừng quá xá. Bao nhiêu một cái vậy ông chủ? 1 đồng một cái. Mà đòi ăn bánh bao bà con ơi. Mà đòi ăn bánh bao bà con ơi. Hả? Gì vậy? Không lẽ mới có 1 ngày 1 đêm leo núi thôi mà mình xấu xí như ma luôn hả? Bây giờ mà đừng ngủ một giấc thì đúng là sung sướng cuộc đời. Sao lại không thấy bóng của mình ở dưới nước vậy? Không lẽ mình là ma rồi sao? Sao kỳ lạ vậy? Thì ra chiếc áo này có thể giúp mình tàng hình. Khi mình mặc áo vô và bỏ mọi thứ vào trong áo thì không ai có thể nhìn thấy mình hết. Áo tàng hình, áo tàng hình. Ông lão đó chắc đúng là thần tiên rồi. Không ai nhìn thấy mình hết. Mình có thể làm mọi thứ mình thích. Ui da, đau quá. Cái cục đá này tao đã tàng hình rồi mà mày vẫn đụng trúng chân tao hả? Mình phải thử lại lần nữa cho chắc ăn mới được. Tôi đảm bảo 100% đó là ma. Trên đời này làm gì có ma. Chắc sáng sớm ông nhìn gà quá cuốc, nhìn người quá ma thôi. Tôi thề, mắt tôi rất tinh, không bao giờ nhìn nhầm. Tôi bao năm nay thức khuya dậy sớm, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Đây đúng là chiếc áo tàng hình rồi. Làm người giàu sướng thiệt chứ. Có nhà cao cửa rộng nè, kẻ hầu người hạ suốt ngày nữa. Wow, lần đầu tiên mình nhìn thấy nhiều tiền vàng như vậy. Mình mặc chiếc áo này vui chơi đủ rồi. Mình đã đi khắp mọi nơi, tới những nơi chưa từng tới, ăn những món chưa từng ăn. Bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Chứ ăn chơi hoài cũng chán lắm. Chờ mãi cũng kiếm được con mồi ngon. Xin các ông hãy tha cho tôi mới bán được chút hàng để lấy tiền về chữa bệnh cho vợ. Nếu các ông lấy hết tiền của tôi thì vợ tôi sẽ chết mất. Người buôn bán như ông mà sợ không có tiền sao? Chúng ta không có tiền mới chết đói đây nè. Muốn giữ mạng về chữa bệnh cho vợ thì đưa tiền bạc ra đây cho bọn ta. Xin các ông hãy tha cho tôi xin các ông mà, tôi xin các ông mà. Lăng nhăng, nhiều lời quá. Tụi tao là cướp, năn nỉ vô ích thôi. Sao mày lại đánh đầu tao? Mày mới đạp ngã tao thì có, còn dạ mờm kêu nữa hả? Mày tính đánh tao ngất xỉu để chiếm hết tiền đúng không? Mày định đạp tao té ngã để lấy hết thì có. Định phản lại tao hả? Ai? Ai à? Kẻ nào dám trói tụi tao? Ai dám? Chuyện này là sao? Chuyện này là sao vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà đi ức hiếp người yếu thế sao? Người ta cầm tiền về chữa bệnh cho vợ mà các người vẫn không tha. Tội này đáng bị xử nặng. Đại hiệp ơi, xin tha mạng, chúng tôi mới lần đầu hành nghề. Thần tiên ơi, xin hãy tha mạng, chúng con không dám làm việc xấu nữa đâu. Còn dám nói dối lần đầu đi cướp sao? Lệnh tìm bắt các ngươi giáng khắp mọi nơi. Quân lính sắp tới đây rồi đó, các ngươi ngoan ngoãn chờ đó mà lên quan chịu tội đi. Nè ông hãy mau chóng về nhà mà cứu vợ mình. Thần tiên, cảm ơn ngài đã giúp. À, cho hỏi, sao làng này vắng lặng vậy? Mới giờ này đã đóng cửa, tắt đèn tối thui rồi. Cậu ở xa đến sao? Vậy thì mau tìm chỗ trú qua đêm đi. Có chuyện gì vậy? Dạo này á, cứ tối đến là có một con cọp dữ vào bắt gia súc, còn bắt cả người nữa. Ai ai cũng lo sợ. Gà lên chuồng là đóng kín cửa, tắt đèn trốn trong nhà. Anh mau đi tìm chỗ trú đi. Cọp dữ sao? Mình có duyên với cọp quá. Để coi bản lĩnh con cọp này ra sao. Ha. Xin chào bạn cũ, ngươi không chịu ở yên trong rừng mà lại ra đây phá làng phá xóm, bắt gia súc lại còn hại người dân vô tội, ngươi phải đền tội thôi. Ai mà khỏe quá vậy? Bắt trói được cả con cọp to như vậy. Tối hôm qua tôi nghe kêu la thảm thiết lắm. Chết rồi, động rồi. Quan huyện đã nói sẽ thưởng cho ai bắt được con cọp này. Cả làng ta lên phủ quan lĩnh thưởng thôi. Làm gì mà cả làng đòi kéo nhau lên phủ quan? Các ngươi định làm loạn hả? Không ai biết người nào bắt nó thì cả làng ta lĩnh thưởng chia đều thôi. Ta là trưởng làng, lên quan là việc của ta. Mau khiêng nó về nhà ta để sáng mai ta lên huyện sớm. Nhiều tiền quá. Tiền thưởng này là của ta. Của ta. Xin hãy tha mạng cho tôi. Tha mạng cho tôi. Người giết cho ta, ta sẽ trả thù. Không phải tôi. Không phải tôi. Ngươi tìm sai người rồi. Ai bảo tôi tham lam như vậy, để giờ phải chịu khổ. Trả ngươi cho làng đó. Ngươi muốn trả thù ai thì trả thù, còn ai muốn lĩnh thưởng thì đi mà lĩnh. Bẩm quan, làng chúng con đã bắt được con cọp chim phá hoại, hôm nay mang lên trình quan lãnh thưởng ạ. Con cọp này chết rồi sao? Bẩm quan, nó bị trói 3 ngày nay nên đã chết rồi. Ta treo thưởng 100 đồng cho ai bắt sống được con cọp để dân vua thuần phục làm thú cưng. Giờ làng các ngươi làm nó chết rồi, ta lấy gì để dân vua? Bẩm quan, lúc quan treo thưởng đâu có nói là bắt sống. Các ngươi còn dám cãi ta sao? Thôi, dù sao ta cũng đã hứa thưởng, các ngươi lấy 50 đồng về mà chia cho nhau. Bẩm quan, xin quan xem xét lại. Nếu còn lăng nhăng, ta cắt thưởng. Dạ bẩm quan nói vậy thì lại vậy ạ. Chúng con xin nhận 50 đồng. Dám đòi tiền của ta sao? Đừng hòng nha. Đúng là kẻ tham lam gian xảo. Ta sẽ cho người biết tay. Tiền của ta, tiền của ta đâu rồi? Ta mơ thấy có kẻ vào trộm tiền. Thiếu đúng 50 đồng. Ai đã lấy của ta? Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Ta lấy đúng 50 đồng người thiếu của dân. Nếu như còn tham lam gian xảo, ta sẽ lấy hết của cải của ngươi. Thần tiên ơi, xin đừng trừng phạt con. Con không dám tham lam thất hứa với dân nữa đâu. Tạ ơn trời đã phái thần tiên xuống giúp lạc con bắt được cọp dữ, còn giúp chúng con nhận đủ tiền thưởng của quan à. Đây là lương thực và gia súc quan huyện gửi đến giúp đỡ lại các ngươi vì bị cọp dữ phá hoại. Triều lại tiếp tục lên đường để giúp đỡ mọi người. Anh cứ đi, đến nơi nào có chuyện bất bình lại ra tay cứu giúp, coi đây là phận sự của mình, mà không hề băn khoăn đến chuyện báo đáp. Xin hãy giúp tôi với. Sao vùng này sơ sát vậy? Nhà chị sao lại đi ăn xin? Vùng chúng tôi mới bị lũ lụt, mùa màng thì thất bát, không còn gạo để ăn, hạt giống không còn để gieo trồng, nhà nhà đều đói, phải đi xin khắp nơi. Quan huyện ở đây không làm gì giúp dân sao chị? Nghe nói đã kêu lên nhà vua mà lâu quá chưa thấy kinh thành báo tin. Giờ chúng tôi phải vào thành nghe ngóng. Ở đó gần phủ quan huyện, chắc sẽ xin được nhiều hơn. Vậy tôi cũng phải vào thành một chuyến xem quan huyện vùng này làm ăn như thế nào. Dám cướp đồ ăn của ta ngay giữa chợ. Xin ông tha tội cho nó. Tại nó đói quá cho nên mới làm liều. Sao lại đụng phải con của quan huyện làm gì cho khổ thân? Chắc mẹ con nó bị đánh chết mất. Còn dám cầu xin ta tha sao? Chuyện gì vậy? Ma sao? Xin hãy tha cho tôi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không dám đánh người nữa. Tôi không dám nữa. Ôi, cái mông khốn khổ của con. Con đau lắm. Con không ăn. Vậy mình đi xem múa rối nha con yêu. Đi thôi. Chắc con trai chúng ta vẫn còn sợ chuyện ở chợ. Con đã nói với cha mẹ đừng nhắc chuyện ở chợ nữa mà. Con xấu hổ, muốn đào hố chui xuống trốn luôn nè. Dân chúng đói khổ, mà nhà quan huyện vẫn ăn ngon mặc đẹp, lại còn xem múa rối nữa. Mình phải điều tra cho ra lẽ. Cứu trợ. Tên quan huyện tham lam dám lấy hàng cứu trợ từ kinh thành làm của điên, ta sẽ trừng phạt hắn một trận nên thực. Có hàng cứu trợ của kinh thành rồi bà con ơi. Chúng tôi ở các làng xa đến đây, may quá đúng dịp quan huyện phát cứu trợ từ kinh thành. Vậy là sắp có gạo ăn, có hạt giống để gieo trồng rồi. Dân chúng nói quan huyện dán thông báo cứu trợ khắp nơi, còn mở kho nhà giúp dân. Giờ làm sao đây ạ? Phá hết đi, làm nhanh lên, đến tay nhà vua thì nguy mất. Ông trời đúng là có mắt, ông trời có mắt bà con ơi. Mình phải lên kinh thành để nói cho vua biết quan lại với Triều vua thật tham lam gian ác, để vua trừng phạt bọn họ. Cuối cùng mình cũng biết được nơi vua ở. Thật đẹp, thật hoành tráng. Các ngươi là đốc thúc quan huyện thu thuế nộp nhanh vào kho công. Huyện nào không nộp đủ thì cách chức quan huyện đó ngay lập tức. Tâu bệ hạ, lũ lụt khắp nơi, dân chúng đói khổ, làm sao đủ thóc lúa đóng thuế ạ? Ta nói thu là phải thu cho đủ. Tâu bệ hạ, thần nghĩ người nên xuất kho công cứu trợ, giúp dân yên tâm cày bừa, khắc phục thiên tai thay vì thu thuế. Dân chúng nhiều nơi đói khổ phải dắt nhau đi xin ăn ạ. Ta đã cứu trợ đầy đủ. Nếu nơi nào dân chúng vẫn đói khổ là do quan huyện đó ăn bớt của dân. Cứ tìm xử lý cho ta. Tâu bệ hạ, thần nghĩ khó lắm à. Bệ hạ nghĩ có xử lý được hết không? Hãy vừa nhắm mắt làm ngơ để dân đói khổ. Ta là vua, để ngươi dạy bảo sao? Quân tới đâu? Nhốt hắn vào ngục, dám khi quân thẩm thương. Thần chỉ muốn tốt cho dân cho nước, mong bệ hạ xem xét. Quan lớn, quan lớn, ngài hãy tỉnh dậy đi. Quan lớn, ngài là thần tiên đến cứu ta sao? Xin quan lớn đừng quỳ. Tôi là người, tôi được tiên ông tặng áo tặng hình để làm việc tốt giúp đỡ cho mọi người. Có phải cậu là thần tiên được trời đưa xuống giúp dân mà dân gian đang truyền tay nhau không? Họ nói có kẻ trừ gian diệt bạo, chuyên trừng phạt quan tham giúp dân. Tôi chỉ là người thường thôi mà. Tôi thấy ngài rất thương dân chúng nên muốn giúp ngài thoát khỏi đây, cùng làm việc tốt cứu dân. Hai chúng ta thì làm được gì chứ? Ta lại bị nhà vua nhốt trong ngục vì dám nói lên sự thật. Nhưng ta tin nhà vua sẽ suy nghĩ lại lời ta đã nói với người. Tôi cũng tin như vậy. Bây giờ tôi sẽ cứu ngài ra. Tôi sẽ mặc áo tàng hình này vào kho công lấy tiền cho ngài, mang đi giúp người dân. Nhưng lấy danh nghĩa là nhà vua, tiếng lành sẽ đồn xa. Hy vọng nhà vua sẽ thay đổi. Đã đến nước này thì ta sẽ hợp tác với cậu. Dù sao cậu cũng là người được tiên ông tin tưởng. Theo cách làm của Triều, dân nghèo khắp nơi được nhận cứu trợ. Tiếng lành về vị vua thương dân như con ngày càng bay xa. Nơi nơi vang tiếng ngợi ca công đức của nhà vua. Ngươi làm quan giữ kho, bao nhiêu quân lính canh gác mà kho bị trộm để nói là không biết là sao? Tâu bệ hạ, thần thật sự không hiểu tụi trộm này đột nhập vào kho bằng cách nào. Tổng giam hết lính canh cho ta. Còn ngươi, ta giữ lấy mạng ngươi, về điều tra cho ta. Phải bắt bằng được kẻ trộm kho. Tâu bệ hạ, huyện X báo tin đã nhận được hàng cứu trợ của kinh thành và đang phát lương thực hạt giống cho người dân. Người dân ai cũng vui vẻ phấn khởi gửi thư cảm ơn người. Huyện X, ta nhớ mấy hôm nay đâu có xuất kho cứu trợ. Tại sao lại có chuyện như vậy? Dạ bẩm, lâu lắm rồi không hề xuất kho cứu trợ ạ. Các ngươi mau đi điều tra việc này cho ta. Kho công thì bị trộm, rồi còn mạo danh kinh thành cứu trợ khắp nơi. Đố các người bắt được ta, ta sẽ còn trộm cho tới khi nhà vua chịu thay đổi, dân chúng được ấm no. Ê, trộm, bắn lên đó, bắn lên đó. Thì ra là hắn đang mơ, làm ta hết hồn à. Thôi thì đắp hình con bướm lên đây. Nếu phần này không tàng hình được thì người khác nhìn thấy cũng sẽ tưởng là con bướm mà không nghi ngờ mình. Bao nhiêu quan quân canh gác ngày đêm mà kho công vẫn bị mất trộm. Đến lúc kho của ta không còn một đồng bạc nào để ban phát cho các ngươi nữa, các ngươi mới sợ sao? Nhưng mà dân chúng lại đang rất phấn khởi, đâu đâu cũng ca tụng người là vua của muôn dân ạ. Nhưng ta không chấp nhận. Kẻ trộm tiền từ tay ta rồi lại mạo danh ta. Các ngươi thêm quân lính mai phục, bắt cho được kẻ trộm cho ta. Dù chỉ một con ruồi bay vào kho phải có chừng. Sau khi giá áo tàng hình bằng miếng vải màu đen hình con bướm, Triều tiếp tục vào kho lấy trộm tiền vàng đi giúp dân. Người hay ma thì báo hiển hình, không chúng ta chém. Ta là người mà, Ta đang làm việc nghĩa giúp người dân nghèo. Ta không phải người xấu đâu. Tốt hay xấu thì chúng ta cứ giải ngươi đến gặp nhà vua để người xét xử. Trói hắn lại, cất cái áo đó cẩn thận. Chúng ta giải hắn lên cho nhà vua xét xử, đòi lại công bằng cho các anh em đã bị nhà vua trách phạt. Người to gan dám cướp kho của ta, còn mạo danh ta đi cứu trợ dân chúng. Tôi đến nhiều nơi, thấy người dân đói khổ, mà nhà vua quan lại chỉ biết dơ vét, hưởng thụ, nên thấy trời hành đạo. Sức ráo! Tôi chỉ nói những điều mắt thấy tai nghe, xin nhà vua hãy xem xét. Ngươi dùng cách gì để trộm kho của ta? Tiên ông cho tôi một chiếc áo tàng hình để làm việc nghĩa cứu dân. Chỉ có tôi mặc vào mới tàng hình thôi. Tiên ông đã chọn tôi thay trời hành đạo. Nhốt hắn vào ngục. Đã bắt được kẻ trộm, nhưng lòng ta vẫn không yên. Tâu bệ hạ, xin người hãy cho thần nói lời thật lòng. Người cứ nói, ta sẽ không trách tội. Tâu bệ hạ, tuy làm điều sai trái, nhưng việc hắn làm lại giúp dân chúng phấn khởi, xã tắc yên ổn, muôn nơi ca ngợi người. Ta biết điều đó, nhưng trộm cướp là việc xấu, vẫn phải trừng phạt. Xin người dơ cao đánh khẽ, người nhân nghĩa như hắn có thể dùng vào việc khác. Tâu bệ hạ, nước láng giềng lại cho quân tràn qua cướp phá. Quân giặc lần này rất đông và hung hãn. Nhanh, triệu tập các quan lại bằng cách chống giặc. Cướp sạch, phá sạch cho ta. Quân giặc kia, chớ làm càn. Năm ấy, thế giặc mạnh, quan quân triều đình chống cự quyết liệt. Người chết như ngã rạ, ai nấy đều lo lắng không yên. Quả mất nước đang đến rất gần. Tin bại trận liên tiếp đưa về, nhà vua lo lắng khôn nguôi, nhưng vẫn chưa có cách nào chống được thế giặc đang ngày càng mạnh. Mình đã ở trong đây bao nhiêu ngày rồi, buồn tay buồn chân quá. Thật là thèm cảm giác được tự do đi khắp mọi nơi. Mình vẫn còn chưa làm được nhiều việc tốt, phụ lòng tiên ông đã tin tưởng mình. À, chuột cắn phải không? Có vậy mà cũng hát ầm ĩ. Tôi bị nhốt lâu lắm rồi. Mấy người á, hãy nói với nhà vua, muốn xử tôi thế nào cũng được, nhưng mà phải xử nhanh lên. Nhà vua đang đau đầu, lo chống giặc ngoại xâm, thời gian đâu xét xử một tên trộm như ngươi. Hả? Ngươi nói sao? Đất nước là bị xâm lăng nữa à? Mà ngươi ở đây sung sướng hơn bao nhiêu người rồi đó. Ngoài biên ải, bao nhiêu quân lính, bao nhiêu người dân đã chết. Xin hãy cho tôi được gặp nhà vua đi. Tâu bệ hạ, tôi muốn đi đánh giặc để làm công chuộc tội. Mình ngươi thì làm được gì? Bao nhiêu tướng tài lính giỏi của ta đã bại trận. Tôi tuy tài hèn sức bọn, nhưng tôi có cách để giặc lui quân, mà quân lính của ngài không ai phải chết hết. Được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi đánh đuổi được quân giặc, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Vậy xin bệ hạ, hãy trả áo tàng hình cho tôi. Áo tàng hình của ngươi sao? Ta sẽ trả. Ngươi còn cần gì nữa không? Dạ, xin bệ hạ hãy cho tôi mượn một thanh kiếm thật sắc, và ra lệnh cho quân lính nghe theo tôi. Xin người hãy tin tưởng tôi. Được, hãy lấy áo tàng hình và thanh kiếm báo của ta đến đây cho ta. Tình thế cấp bách rồi, ta tin ngươi. Ngươi hãy mau chóng ra trận. Ta mong ngươi mang tin chiến thắng trở về. Tạ ơn bệ hạ đã tin tưởng. Nhà vua phong cho Triều làm hộ quốc tướng quân. Nghe tin Triều ra trận, người dân khắp nơi tìm đến và tình nguyện đi theo anh. Triều cho sắp xếp thành đội ngũ và cùng nhau lên đường. Khi nào thấy tướng giặc ngã xuống, ta giơ cao thanh kiếm lên, thì hãy cho đội quân của chúng ta xông lên dày các ngã đường. Ta đi đây. Chúng ta sắp thắng rồi. Lúc đó thì tha hồ và cơm no rượu say. Các anh em, hãy xông lên đánh đuổi bọn xâm lược khỏi đất nước chúng ta. Xông lên! Xông lên! Triều dùng áo tàng hình làm cung giặc khắp nơi sợ hãi. Chúng truyền tai rằng nước đại diện có thần tiên trợ giúp, vua nước láng giềng phải ra lệnh rút quân, biên giới bình yên, đại diện ta quyết giữ từng tấc đất, không để giặc xâm phạm. Tâu bệ hạ, quân lính của người đã nguyên vẹn trở về, biên ải đã sạch bóng quân thù. Ngươi đã giữ đúng lời hứa, đất nước ghi nhận công lao của ngươi. Ta cũng sẽ giữ lời hứa, xóa tội cho ngươi. Được, ngươi hãy cùng ta làm nhiều việc tốt cho dân cho nước. Triều được phong làm quan đại thần, lại được vua gả công chúa. Từ đó người ta gọi anh là Quan Triều. Ngày nay ở Cao Bằng vẫn có đền thờ Quan Triều.